Mới đây, diễn viên Đình Tú của Thương Ngày Nắng về đã chia sẻ những hình ảnh hậu trường thú vị trong phân cảnh Trang về nước cùng tình mới. Ở cảnh này, Trang bước ra xe, nơi có Nguyên đang đợi, để lại Duy với ánh nhìn ghen tuông ở phía sau. Thế nhưng trong hậu trường, người phát điên ở phân cảnh này không phải là Duy mà chính là Việt, Đỗ Duy Nam. Anh chàng phẫn nộ đến mức định xông vào ăn thua đủ với Nguyên. Chính Duy mới là người ngăn cản Việt. Ai cũng biết đây chỉ là một pha diễn sâu của Đỗ Duy Nam ngoài đời. Tuy nhiên, khán giả vẫn không nhịn được cười. Đặc biệt ở hậu trường, visual không phải dạng vừa của nữ chính Phan Minh Huyền cũng khiến fan mê đắm. Qua clip hậu trường chưa hề chỉnh sửa, Phan Minh Huyền vẫn đẹp dạng người trong bộ sút trắng nổi bật. Được biết, nữ diễn viên đã đầu tư khủng cho lần trở lại với vai Vân Trang ở Thương Ngày Nắng về phần 2. Mời các bạn đón xem phần 2 tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.